Tobika. Yo. Tụi mày giới thiệu đi. Yo. Hello. Rồi xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của Tùng Núi Channel Official. Tùng Núi trở lại. Cô bé. Và mát mẹ và mát đừng không thì cái mà cấp 12 à 12 là chơi được. Không đừng. Tao khuyên này. Tao mơ im để nó xíu coi. Cái mát tôi theo lời khuyên của tôi nha, cái mát tôi nè. Là tuyệt đối đừng chơi té như sông á, rớt như sông á. Vậy không? Vô đi vô đi vô. Vô 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 vô. Mát này như tên ba. Ừ tên ba, vào tên và cái tên gì đây? Tên cái nó phong cách. Rồi vô ping luôn. Ping luôn. Ok. Thanh niên kia đã skip. Cứ thoải mái nhanh lắm mà nó chờ. Và nếu như mà ai mà thích xem cái góc nhìn của hai thím kia thì cứ ở dưới nha. Không nhớ skip không? Nhớ. Không nhớ skip à? Tinh thần một cái một. Nhớ nha. Thằng Jackie giả mạo này, Jackie giả mạo, Jackie giả mạo này. Lấy được rồi. Yo, lên được rồi. Thế phải nói trình độ bắt cua mình nha bạn ạ. 20 giây nữa, chờ đi. Đủ. Ok, là còn 5 giây nữa thì bắt đầu, ok. Một đám người Nam mình, một mình người Bắc. Người Bắc mà nói giọng Nam. Người quê ở Bắc nhưng mà sống ở Nam. Đó, giờ mới giống. Mấy ông lấy block ra mít trước đi, bọc trứng lại. Ê, đúng là ông phải đưa cho tôi để tôi ra mic chứ. Xin ra. Ra không kìa. Đó. Bốn rồi. Mười bốn. Tôi ra mic đây. Ê, mấy ông chắc em bé đi. Em bé bao nhiêu? Em bé 30. Em bé. Bao nhiêu? 30. 30. Sao? Sao ngồi đây thì nó giảm FPS xuống kìa. Không phải để mình coi rồi spec cho chơi cho nó phê. Tôi FPS của mình à. Các bạn ơi, FPS của mình đang là 500 mấy. Really? Ghê ha. Mày hack à? Nó hack FPS. Rồi. Anh hack FPS. Rồi. Ý, lỗ. Các thanh niên ra mid đi. Để đây, tôi ra mid giờ tôi có đủ đồ rồi. Yeah, ăn full kim cương. Ồ thế đế này không nghe tiếng nhè. À đủ. Rồi. Thằng em trước chơi xong rồi là nó tắt âm thanh. Yeah, đánh mình nữa coi. Rồi mấy ông cứ quay tay thoải mái đi nha. Ok, quay tay. Ý giờ sao lắm. Giờ mình có thủ ở nhà. Bị chết quên. Lấy kim cương nhanh lên. Tất cả tập trung lấy kim cương đi. À chết kệ mọi nó. Ai đi giúp tụi nó hack. Mà nó hack nó không có giáp kìa. Đó. Nhắc nhớ nãy giờ mình cũng không có giáp. Lười quá. Cái gì mà nói con người cái gì. Khuyên luôn là có mấy map là đừng tuyệt đối đừng chơi vì nó rất là dễ rơi. Hát tôi á, nó cái con đường mà đi ra. Đúng là cũng rơi. Nhưng mà mấy cái map dễ rơi tôi lại thích nha. Mà nếu mà địch nó tới nhà mình đó mình đặt cái nó rơi. Tôi có một phát kim cương rồi. Đâu? Đâu? Úp máy đi. Mày Apple là các bạn á. Apple là các bạn.
Golden Apple mới là táo vàng nha mấy chú. Giá bồ nước ngoài đọc giá bồ là táo hiền á. Vậy là đọc lại rồi. Nè, 18 cục nè, trong 18 cục nè. Đó. Bỏ vô đi. Anh em. Bỏ chứa rồi, lấy tiếp nè. Nên là còn thì cứ vô mít đi. Lấy một cái rương. Rồi giờ mình vậy mấy chú cứ ở đây nha, rồi mình đi chơi đây. Ủa ra mít chưa? Bọc cẩn thận nó mất bi như chơi ấy. Ê! Trời ơi! Không nhìn thằng kia nó bắn. Rồi nhìn thằng... Ủa sao có giọng tôi đấy? Tôi dụ nó xuống này, ông đặt nó nha. Đấy. Từ nó chứ còn chưa đến. Ngu vậy. Demacia. Nó đi xây rồi. Ê, cho mày có giáp nữa đó. Sao thằng kia mãi thì chết à? Chưa đủ. Phải được 50. Rồi. Ê, trong cái đường có giáp không lấy Blaster. Rồi. Hả? Để cũng mang đồ ăn mới đâu nha. Đưa hết cho tôi màu. Đưa hết chính cục. Đưa hết đây, đưa hết đây, đưa hết đây, đưa hết. Nè. Nè. Này không có khiên nữa ta. À, 1.8 mà đòi cho có khiên. 8. Thanh niên. À quên. Rồi 100 diamond, anh em đi lấy cái gương. Người đứng đây khai. Ai lấy được nhất thì đó thắng. Đang lết về. Đói. Ê ông đưa tôi xíu ông Cương ơi. Đây tôi cho ông. Nó hết cầm đi. Dự định là... Anh em dự định là đến hè thì chơi chung mà cuối cùng cũng chơi chung được. Ngon. Cái con đường này sợ rớt không? Sợ thì làm thêm một đường nữa. Đúng đó. Có cái rương kia rồi lấy cái rương bên này làm gì trời. Cứ hết kim này trời ơi, nó chậm quá. Có cái nào mới nâng được lên level 4 không? Có team nào không biết chưa? Có team mình với mấy team khác rồi. Ông nghĩ Edward là chơi sao? Đập bi. Biết chồng ai không? Ê, ê, cố, mẹ nó. Mình nhớ liên quan gì thằng quỷ. Trong khi thanh niên kia đang skip thì mình... Nó đâu? Á đù. Anh đù, thằng này lag ngon vậy. Chết đi. Mình thua. Vô, về trở lại. Lên mà nằm chưa? Chưa. Cứ từ từ. Lười. Tôi đang nói là sẽ skip tới khi nào lên level 5. Crit skip thì mình cũng chả skip đâu. Đồng có bao nhiêu viên cương đưa hết à? Bắt được phát xong đưa được. Rồi 64. Còn 4 xì tách nữa. 4 xì tách. Xì tách. Tìm mọi cách. Thằng nào chưa có... À đúng rồi, mang theo TNT phá map, nhanh. Ông mình ngu hả? Trong server này là đặt TNT là tôi chết được á. Không có giống như server cool crap đâu. Thằng ngu. Hả?
sáng nãy ông họ đặt cái cũng chạy. Ok, bây giờ tôi bỏ hết 5 xì đắt kim cương. Phải, tôi vẫn có đồ. Không rương như vậy. Này, nghiêm cấm là thanh niên bóp giái nhau nha. Bóp giái ông đội. Lấy TNT qua nhà bên kia mà đập. Thanh niên này thì chắc phải sợ. Chắc phải 500 viên. Ok. Tôi sẽ nâng này. Ê, tôi cúp ơi, qua đặt trứng nhà người ta. Đây. Đâu, thằng kia đâu? Ra ra coi, còn có một xịt tắc nữa đó. Thằng Jackie. Ra đây. Thử đi. Đằng sau á. Đó rồi. Đi đập trứng nha. Đập bi bọn nó đi. Quan trọng mình sẽ Tùng Sơn đi qua. Ui giời ơi, thằng nào đặt block nguy hiểm thế này. Cái gì đây? Mẹ nó. What the hell? Được cái mấy cái mấy đứa nó hack hoặc mấy đứa bị lag á. Nó đường như cái quần. Đấy, tính ra mấy ông ở lại là mấy kia tôi cho mấy ông đồ rồi. Đấy rồi. Phải, mắt chân cưng cực kỳ nhanh luôn. Ê, tụi nó tới nè. Đập nó. Ơi, mấy ăn rồi xong rồi, thua chết mẹ rồi, thua rồi. Quánh nó. Ông thì mình chạy qua nhà nó, kẹt hẳn nhà nó. Thằng này tên Vang. Chạy hẳn qua nhà nó, đừng có để nó. Ủa, nó nửa cái áo. Thì nó có cái kiếm lửa mà. Đập kính. Rồi. Rip chạy. Nó đang qua đấy. Xuống, rồi xong, một thanh niên. Đấu Cùng Sơn kia. Chết rồi. Lấy và mình đã trở lại. Cảm ơn nằm mà biết đó. Đơ rồi. Mà đưa hết mà lắp cho tôi để tôi vô mấy. Về việc thanh niên Jackie kia thì bị vì lý do gì đấy, anh ấy bị out. Thì lý do là ba mẹ. Và lớp đây. Sau quay. Lúc nào bước. Nhiên đang tập quân sự, sau này đi nghĩa vụ. Năm sau là năm của anh nè. Rất thích hợp cho những đứa otaku như tôi. Có ai cái otaku? Nghe. Ai vậy? Anh có xin á. Ờ. Tôi á. Rồi ông đưa block ra mít nha. Tôi từ từ. Ê, đưa thêm đi, không tới được. Tôi vào block đi rồi, đi vào chứng đi mát này, lúc nào mà tụi nó nghĩ vô, bắt cọc của bạn. Đằng sau á, đằng sau nhân làng á. Ê, thằng trả lời nó. Thằng trả lời nó. Nó thằng nghiền. Phải cái người ai chửi nè. Ôi, chứ không trả lời được anh chơi. Thằng Nguyên kia đang dỗi vì không được chơi. Em họ Crystal. Ôi, tụi nó nghĩ nó là tôi kìa. Ông không bây giờ thì giúp tôi. Có thấy ông đâu? Có thằng đây. Chơi đi.
đang có một thằng đây. Để ăn to lên nha. Để thằng này qua tôi xử rồi. Nhanh lên. Rồi. À đủ mày được. Ông không có kiếm gì hả? Đừng lo. Lo lắm á. Tôi giết cái thằng này. Giết. Lo lắm á. Về lấy block đi. Rồi nhanh lên đứng canh nha. Canh như một thằng tù. Thì nó qua tôi đập cái nó. Oh shit. Nó lôi anh em kìa. Màu lên qua đây. Ngon qua đây. Quá. Lao rồi. Ông đứng ông canh ra để tôi đi lấy đồ. Ông canh đó nha. Rồi canh thì canh. Nếu có nó qua ông nhảy lên ông đập nó rớt xuống dưới. Xong rồi chính tôi cũng rớt. Surprise motherfucker. Oh shit. Fuck. Rồi xong, nó thiệt kẹt dưới đám nhện này là kẹt vĩnh viễn luôn. No. Nó muốn lên. Ai? Really good. Đi mà kìa, tìm đi mà nó nhảy ra. Chết rồi. Không bây giờ thì giúp tôi hết. Có thấy đâu mà giúp. Giết được một thằng. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, giết được một thằng. Nó đang đứng dưới chị. Làm mình chết à. Ui. Nó không lên được đâu, thằng này nó không lên được đâu. Ê được. Có thằng khác đập lấy người. Giờ qua đập tên thằng này trước nha. Lấy cái hammer đi. Cái biết kẹt á. Thì chứ có tài gì luôn á. Cái gì nữa nhà nó mà block. Qua nhà nó lấy tiếp, nhà nó cũng chưa có tài nguyên. Vâng, thanh niên kia đang rất là sung. Rồi. Ok, nhảy quá. Đập tiếng nó. Ê, bố mẹ mày, bố mày. Rồi, hai thằng té. Ơi, fuck. Rớt rồi đám nhện rồi. Ông chạy thẳng qua nhà nó đi, đừng làm gì hết. Anh chơi Alpha không? Có, nhưng mà giờ thì không có chơi thôi. Ngày trước thì chơi nhiều. Hui, chết đi. Đó, đúng không? Ê, ủa ông đập thằng ở dưới hả? Không, ở trên. Thằng ở trên trong nhà này. Nó cho nó đập luôn. Ông đứng ông đập nó, ông khang tiền của nó đi. Tôi sẽ lên tôi đập chứ. Ông đập nó đi, đừng sao. Bật thật kia chết luôn à. Nghĩ sao nó sẽ chết nè. Tè. Cứ nhanh lên. Ông giữ nó đi. Không giữ được. Má nó đang đập tôi nè. Ông gào quá. Từ. Rồi hay quá. Đợi xíu, tao chưa xử lý xong bọn mày mà sao bọn mày cứ nhảy vào như thằng như con ruồi nhỉ. Đi mẹ, rồi tao đi. Đánh ra tao đi. Xong chứng rồi đó, đập nó. Đập nó thì nó mạnh đi. Từ từ. Tôi đi phá trứng không đập nha. Rồi, từ từ rồi lấy thêm thức ăn cái chết đó rồi. Giờ đi vô lấy tài nguyên nè. Tìm xem tên nào mà tụi nó lo nữa. Cứ một tầm là mình lại chơi với một người khác. Không đập nó trước. Cứ một tầm là mình lại chơi với người khác. Nha, kim cương kìa, qua đập tên đi ma chứ. Từ từ. Con chả thấy ông đâu rồi này. Đi nhanh quá kìa đã. Đập được không ai? Lộn tên mà. Cái mang tên balloon. Green chứ? Đi mà. Ây! Giật cả mình. Rồi xong. Đi mà. À đúng rồi, team Lima là cái lồng màu xanh biển mà nó đậm đậm á.
tượng xanh ấy nhá. À, giờ là phải đi mua đồ. Và thầy kế bên mình rồi, nó là cái gì? Đây bên này à? Đây có lòng Black. Từ. Đây Black. Kế bên mình là đi đi mai luôn á. Màu nó không có đúng nhỉ? Ủa vậy mình là tên mà lui sao vậy? Nó hát thì nó không có. Ông ở đâu nó còn chả thấy. Nó đánh cho tôi bắn sao luôn. Nó xài kiếm gì mà bắn? Nó có xài kiếm đâu. À đủ. Kế bên mình đó, nhẹ quá đặt nó. Đợi xíu còn chịu. Ông đừng có nghĩ nó tầm thường. Tôi không bao giờ chủ quan khinh địch. Không phải là khinh địch được. Thì có bao giờ vậy đâu. À, thì cũng có vài lần. Ok, mặc giáp vô, để qua đặt tim đi ma trước. Ông cầm cái bí kẹp đi. Từ đã, chú cứ hối vậy. Cái kiểu gì á? Bọn nó vẫn còn. Tắt, cái gì đấy hả? Thấy không? Ô liên, yêu tắt. Bộ bàn thờ. Nó đổ bàn thờ xong trượt, té. Thanh niên Chris đang là đổi giới tính rất là nhanh. Ôi thanh niên lại hết thất thành. Cái tên bên cạnh nhà mình ấy hả? Ừ. Đúng rồi, ông bắt cầu em. Ông bắt cầu em đi. Bắt cầu em đặt chứng đó. Cái thằng đập ngực ông nhé. À đúng rồi, nhảy lên trên cao nhà mình gần đúng không? Ông lấy mua cửa kính, mua kính rồi lên cao, cầm cúc luôn đi. Nhưng là trước khi nó cầm cúc bắn tôi. Nó thấy tôi rồi đấy. Ông ở dưới đánh tem á. Không, tôi đang ở trên. Đúng nghĩa luôn đấy. Đánh tem nào. Không đánh được. Mình tôi thì không đánh được. Úi rồi, nó bắn. À! Đùm. Qua bên đó luôn đi. Ơi mình chưa bảo vệ trứng luôn á, tính ra mình chơi ngu thiệt. Kệ nó, leo lên đó hơi mất thời gian. Cố lên thôi. Thấy hình như kia hồi tôi lấy được tài nguyên á, phải che đẻ thôi. Hình như cái hồi mà tôi coi cái Edward của ông hình như là cũng bắt đầu là map này chứ sao ấy. Ừ đúng rồi. Map này. Hình như thường chơi. À đi rồi đó. Hai nghe một chơi thật. Thì mình chơi thật mà có chơi giả đâu. Trứng ở trên này thì hơi khó đập. Ý chết, mình quên mua đủ thứ rồi. Cần chút Iron đi đập Oxygen. Sao đâu. Tranh thủ lúc nó còn chưa nhìn thấy. Hoặc nó để giờ đập nó được có 2 cục thôi đó. 2 cục nó trở thành màu đen. Trước khi mà nó nhìn thấy. Nó chưa thấy đâu. Ai ông sư chạc thôi. Chết rồi, nó thấy rồi kìa. À chưa. Nó vẫn chưa thấy không? Để tôi canh nhờ, không đập đi. Đập bằng kích. Ông cứ đập đi, thoải mái đi, tôi đứng canh không? Thời gian còn dài. Ông nghĩ đập bằng cái chút Iron đi đập Oxygen. Nhanh thôi, khoảng 2 phút thôi mới. À đủ nước mặc. Một thằng mặc áo cường hóa, một thằng không. Nhưng mà phải đập tới 2 cục lận, mới chạy gì. Chả sao, cứ đập đi. Ôi, cha rồi, lỡ nhấn nút ship nhiều quá giờ nó bị hủy nữa. Để đưa tôi có bê ông đứng cành. Ê, nó thấy, đấu bóng. Nhanh lên. Đập nhanh lên. Chết rồi. Hỏi cho tôi cái gì bằng vàng kìa. Tôi không có vàng. Lười lắm. Sao giá bộ quá tim đó. Hỏi đồ được không? À,
ai ai đi bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng là bay lên theo mọi người. Thanh niên đang bay. I believe I can fly. Tao tin tao có thể bay. I believe I can touch the sky. Xây cầu quá vậy. Tôi vô lấy mít lấy vàng nè. Lấy đi cũng được. Chứ đánh kiểu này thì tới ngày mai chưa xong nữa. Cứ thoải mái. Cái điện của tôi còn thêm người. Cho tới cái không cả cái là đen. Cho dạng này là còn lần này ui rồi ơi nó bắn kìa nó bắn rồi xong rồi rồi thôi mai tao đi đây qua nhà bên cạnh mày qua cái nhà đấy mình phá qua nhà bên cạnh đi không được rồi nó bắn tôi chết rồi chết nơi rồi chạy đuổi nó không hết đuổi rồi nhà bên cạnh đi. Ừ nhà bên cạnh đi, tôi có tài nguyên rồi nè, qua nhà bên cạnh đi. À, hy vọng nó không thấy, mẹ nó giật cái mình. Ủa? Đâu? À. Cái nhà mình phá cơ mà. Cái nhà mà tôi đã đúng rồi, có tài nguyên rồi đúng không? Rồi. Rồi. Tiêu tụi mày rồi. À, xong không lấy vàng luôn, tự thả không lấy vàng cái thằng này. Con nghĩ sao vậy? Ông phù cái tôi bỏ chạy rồi. Á à, được. Ông lấy tay mình đi, ông giữ nhà đi để tôi vô đích. Ừ, hy vọng là ông sẽ bình an trở về. Ông hãy cầu chúc cho tôi bình an trở về. Ok, chứ chú thượng lộ bình an. Thì nếu như các bạn muốn xem góc nhìn của thằng kia thì mình sẽ để link ở dưới. Và ngược lại. Ôi nó hãy được kìa. Rồi lên cao. Không thấp rồi. Này. Sau kìa. Mọi người nó bắn đi. Rồi chết. Mình đang cố thủ. Úi trời ơi, thôi tha cho em, tha đi. Đâu vọng, đâu cận chiến. Tôi tổng cho mình. Rồi xong. Và ok, và tập này mình sẽ dừng lại đây. Và nếu thích thì like, share, subscribe cho cả bọn nha. Và anh nhớ nếu như 100 subscribe thì mình sẽ show play quay mặt luôn. Và mình là Tổng Nối Channel. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.